bồ quá Minh ơi. Trời ơi, lấy xe em không có xe bạo thiệt luôn á. Thôi, thằng này nhìn nó làm gì trời trời mưa chứ đâu phải trời bão đâu mà đội nón gớm gì cha. Mưa hả? Mưa rồi sao? Ý kiến gì? Ồ thì đi làm phải dính mưa phải chịu ướt rồi chứ. Khổ quá mà. Bây giờ đây cái đồ lạnh quá nè. Ướt quần ướt áo luôn rồi. Mấy thằng này nó chỉ lo trời mưa. Em trời tụi mưa em hả? Tụi em đâu có thấy gì đâu. Thế này anh đẹp trai không? Dạ. Thế không? Ê, không thấy hả? Trời ơi. Trời đẹp trai không? Trời ơi đang lạnh nè. Mô tô nè. Thấy không? Mô tô. Em nhưng mà đỡ hàng em nữa đi mà đường mưa. Mô tô. Nè đụng mô tô nè. Trời cá chứ, đồ không để ý gì hết. Cá đi. Không để ý hết. Đây. Áo nè, áo về cho mấy anh em mình nè. À, mấy anh em xem kênh là có luôn. Là mua thì ví dụ thì mấy anh em xem kênh này hai xị gái anh em nào đăng ký thì nhắn tin Zalo cho mình 0916640653 đó Zalo thì ở này là size đủ size luôn, ví dụ mập nào mập này đúng không là size size gì XL hay XL XL hay XL 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 nó đang lạnh là sao XL hay L hay là 2XL hay là XL má là sao là bây giờ đâu lựa giùm anh coi áo size XL đâu đây 2X nè anh làm mấy nãy mập bự nha như Minh là vừa mặc L có thể mặc M như Minh mà 1m7 là anh là mặc M là ôm xíu L thì rộng xíu đó anh em coi clip nha thì sao này 2X thử đi vô toilet thử á thử ở đây khán giả xem kênh người ta nói sao người ta mặc một lẹo XL XL còn mình phải là một cái XL một cái XL đi một cái mặc ôm một cái mặc bự bây giờ em mặc cái ôm trước đi ôm XL vô kia thay đừng có thay chung phòng đấu kiếm hả cha thay phòng bên đây nè đó anh em thì áo anh em thấy nó sao mình thấy đơn giản rất là đẹp mặc mấy anh em chơi cho vui thôi sẵn có Zinix ở đây có size cho nữ luôn size cho nữ là size S với lại size M lát nữa em vô làm mẫu cho anh luôn nha chờ hai quỷ mập xong đâu đừng thường á ngày thường em mắc gớm mà mặc áo anh vô là đẹp trai liền đâu quay lưng lại cho anh em coi đâu quá bảnh đâu đâu này là XXL nè XXL lại mặc thoải mái nè má đẹp trai liền á bình thường đâu có đẹp idol đâu đi. Idol lên idol ngoài idol đơn giản là đẹp ha chiếc mô tô này anh kia anh thiết kế cho anh là đẹp mô tô bự đẹp ô này nè idol hay idol hả idol cái này là Minh Baker team đó team mình đó rồi là sao mọi người hai cái hả hai cái là 4 xị tiền đặt là 1 xị rồi áo thun này là thun xịn nhất nha cha chứ không phải là áo tàu lao nha cha mặc lâu dài chứ đâu phải là mặc lần bỏ đâu cha rót tiền liền đẹp trai ít nói đúng không rồi thì em làm một thêm một cái XL nữa hả XL nè còn đi chơi với bạn gái thì mặc body nè body rồi cái bụng và bầu bầu 6 tháng còn đi chơi với bạn trai mặc rộng rộng đi chơi với bạn trai là chủ yếu là mặc quần ôm thôi rồi nè rồi hai này gọi là gì hai ông thần á rồi đẹp trai rồi đó rồi bây giờ ai ra cầm đi để cho Vinh ít thử size của con gái thử coi ê anh ơi ơi áo này có mùi gì á mùi gì mùi gì mùi tiền mùi tiền quân miếng nữa cha quân miếng nữa bây giờ em size con gái hả mặc size S thử coi S mập qua đây lựa áo nè qua bên camera đứng làm gì size S hằng nó đáng lẽ bữa nay nó qua mà trời mưa size S hả size S là cái này phải không size M size S là như cái này nè đó không ta size L size S hình như em cầm sao á em trời ơi bác cầm xe S rồi đấy cái thôi thử lần 5 cái trời người mặc 5 cái mặc cho chết thì gì
đóng cửa kỹ kỹ lại á, mập vô nhìn giờ. Má mày dám đánh bại được anh Linh xe không? Hả? Ôi, Linh xe không lại bán áo chợ hành đông tây ba ơi, áo này mình đặt đàng hoàng. Trời ơi. Áo này mình đặt chợ Kim Biên. Giỡn, áo này là một anh ảnh nói là anh lấy giải kiểu như là anh đưa cho anh mấy loại giải, sau ông nói là lấy giải tốt nhất cho mình, lại ảnh khuyến mãi anh đặt mấy cái này cho anh nè, khuyến mãi đặt những mấy cái này. Nó hút mồ hôi, với lại khi mà tụi em làm xe hoặc là tụi em đi tour á, đi tour tụi em ra mồ hôi nó sẽ thúi. Ồ, như em mà ra mồ hôi nhiều, mồ hôi tùm lum đây đây, tùm lum mồ hôi bụng tùm lum hết nó sẽ hôi. Được, con gái mặc cũng rất là ok, rất là ôm form, rất là ok ha, size S. Con gái dinh ít là 1m63 thì cũng rất là ok nè, đẹp nè, mẫu nè, quay nè, đó, quay đó, đó quay vòng đó nè. À, giờ Hân thấy là thèm nè, giờ Hân mai mới lên, đó, đó. Thì đây là dành cho nữ nè, size S, còn size M, như mình là đang là size M nè, còn size L là mập mập xíu là size L, mập quá khổ thì size XL, mập vĩ đại là thằng camera là size XXL. Rồi anh em, đó, quá đẹp. Rồi cảm ơn anh em xem clip nha, áo đã về cho mấy anh em chơi cho vui. Những anh em khác là xem clip là nhớ ở gần đây thì chạy lên Minh luôn nha, như là Thiên Mã Cường đồ rồi mấy anh R15 rồi đó, là có nhắn tin mình hôm bữa chờ áo bữa giờ, bây giờ áo về nè, chút nữa làm clip là đăng luôn ngay trong đêm luôn cho anh em. Ô, mặc lên đẹp trai liền, đừng lấy đi cô gái nhà ông, đi cô gái đi nhà nghỉ á, ta bốc phốt tôi chết luôn á, đúng không? Ừ, đi cô gái nhà nghỉ bốc phốt, đóng thùng vô cho đẹp trai coi, đâu vô đóng thùng mà. Đóng thùng vô cho lịch sự, đóng thùng vô cho lịch sự cha, có kỳ lắm, đóng thùng vô cho lịch sự thử đi. Ôi ôi ôi, bảy bảy em đây trên lầu em bảy đó. Anh em nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất nha, còn có đặt có 30 áo rồi, có gì đặt thêm. Anh em nói nó đóng thùng nó đóng thiệt anh em đâu ạ. Quay quay đôi dép à, quay đôi dép. Đây là đôi dép ở showroom mình hay mang luôn nha, cho mấy anh em mang 7 màu đó. Không mà áo này đi ăn đám cưới được không? Đi đám cưới người yêu cũ à, mập nhảy là đám cưới người yêu cũ. Đây mập đi ăn đám cưới đi. Mình có nhập về một số khẩu trang tặng cho anh em nữa. Khẩu trang loại rất là ok đây, có nghĩa là cái khẩu trang này nó rất là mắc tiền, nó rất là mắc, hình như là thị trường là 50.000 một cái thôi á, cho nên mình không có bán cái khẩu trang này mà chủ yếu tặng cho anh em thôi. Ví dụ anh em mua nhớt hoặc là mua nước mát hoặc là mua áo thì không lời chắc rồi đó, áo thì bán giá ảnh in cho mình, ảnh tặng cho mình thì mình để lại cho anh em như thế đó thôi. Thì cái này khẩu trang này thì anh em mua nhớt, mua cái gì đó, mua xe gì đó mình sẽ tặng anh em chống mùa dịch rất là thoải mái. Cái này là hàng tặng nha anh em. Đó, mặc vô, bịch vô. Đi mô tô rất là ngầu. Đi mô tô rất là ngầu luôn. Không ai biết mình là ai là đẹp trai liền. Đi mô tô rất là ngầu. Ví dụ mập này, mập mà đội cái đó vô là tưởng trộm chó không á. Đó, rất là ngầu à, đó, đẹp. Chỗ này là thoáng. Người ơi, chỗ này là thoáng khí. Rất là thoáng, không có bị ngộp thở. Đó, như anh em mà không có khẩu trang y tế mà anh em đeo khẩu trang vải nha, mà mồ hôi ra nhiều đi tour á là nó sẽ bị ngộp thở. Nín thở. Đó, còn này thoáng luôn. Thổi ra được luôn, thổi ra hơi nó vô bình thường. Chống nắng rất là tốt, với lại chống bụi rất là tốt. Hai bên đây là cô tông nó ôm vô. Cái khẩu trang này mình thấy người ta may rất là ok. Tại vì nó mắc cho nên mình chỉ tặng thôi. Đó, bán mất công thì anh em nói là lợi dụng mùa dịch, nhưng mà mùa dịch này thì mình hỗ trợ anh em thêm đó, khẩu trang đó, bao đẹp trai. Mở ra. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip của mình Maker nhiều. Và chúc anh em có một ngày thiệt là ý nghĩa và gia nhập cái gì? Chó gì? Lanh lắm, đâu bịch thử coi thử đẹp không? Anh mới bị corona, em bịch vô corona lây. Corona Satara. Con gái bịch vô đẹp không? Ok. Ừ, nhìn giống Hàn Quốc ha. Cái này đẹp. Rồi xong. Rồi bye bye anh em nha. Anh em nhanh tay. Tại cái này mình đặt chỉ có một lô của nó là hình như là 500 cái thôi. Chỉ có 500 cái thôi anh em.
thì tặng những anh em mua nhớ, rồi mua đầy đọ, mình có ship toàn quốc luôn đó. Rồi bye bye anh em.